Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu anh chị là một căn nhà giá rẻ nằm ngay nội ô thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Thì đây là căn nhà của mình. Đây là căn nhà của mình nha anh chị. Nhà này nằm ngay là phường 6 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Nhà của mình á thì đường xe là đường xe máy nha anh chị. Tuy là cái đường trước nhà rất là rộng, đường trước nhà rộng 3 mét luôn, nhưng mà cái đầu đường nó nhỏ, cho nên nó mới chỉ là đường xe máy nè, đường xe ba gác vào được nha anh chị. Nhưng mà được một cái là nó nằm ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho luôn đó. Từ đây mà ra đường Lê Văn Phẩm á là 150 m, ra chợ đêm Mỹ Tho là 400 m, ra siêu thị Go thành phố Mỹ Tho hướng này là tầm khoảng là 700 m nha anh chị đó. Thì nhà của mình có diện tích á là ngang 4 dài 20 nha anh chị. Thổ cư chủ quyền nhà cấp 4 đầy đủ cho mình luôn. Nhà của mình là hướng đông bắc nha đó, sổ hồng riêng nha anh chị. Đây là cái sân phía trước nhà của mình đó, sân phía trước nhà của mình như thế này rất là rộng luôn. Nhà mình ở đây là hẻm cột rồi nè anh chị đó, cho nên rất là yên tĩnh ha đó, dân cư đông đúc luôn, tại đây là nội ô thành phố mà. Đây đó, cái đường đi cái đường trước này rộng 3 m 4 m luôn, nhưng mà cái đầu đường vô có nhỏ xíu, nó tầm 2 m mấy, cho nên là ô tô chưa vào được nha. Đây là tổng thể căn nhà của mình. Nhà này là nhà cũ đã qua sử dụng rồi nha anh chị. Và bán với giá là 1 tỷ 200 triệu, giảm giá còn 1 tỷ 150 triệu nha. Nhưng mà cũng còn giảm nữa nha anh chị ơi. Đó, nói chung là gần Tết rồi, cho nên là chủ nhà cũng muốn ra lẻ cho mình luôn. Nơi đây thì sát bên chợ đêm Mỹ Tho đó anh chị, 400 m là tới. Còn ra ngay chỗ siêu thị Go thành phố Mỹ Tho là khoảng 700 m. Đó, nơi đây là nội ô thành phố ha. Cái sân này phía trước là của mình luôn nha anh chị. Điện nước đầy đủ nha. Gồm một sân phía trước nè, một phòng khách nè, một bếp nè, hai phòng ngủ nè, một nhà tắm toilet nè. Đó. Đây phòng khách của mình, còn đây là nhà bếp của mình. Nhà bếp của mình thì có vách ngăn, anh chị yên tâm ha. Đó, đây là nhà bếp của mình. Rồi. Đó, vào trong này thì mình sẽ có hai phòng ngủ trong này và có một toilet chung ở đây. Nhà tắm toilet chung ở đây. Thì nói tới đây á, chắc chắn anh chị sẽ vô bình luận luôn. Em đảm bảo anh chị sẽ nói là nhà tắm toilet này nó bị sai phong thủy. Mà cái này là thật sự. Thì cái nhà có sai em nói vậy thôi anh chị. Nhà này á, là nhà chủ xây theo ý, cho nên á, là không có đúng với cái những cái người mà người ta xây bán á, người ta có phong thủy ghê lắm. Nói chung á là cái nhà tắm toilet này nó bị sai phong thủy nha. Tại vì á, nhà tắm toilet đặt giữa nhà thì nó không có đúng phong thủy. Nhà tắm toilet là phải để dưới nhà, dưới cuối hết mới đúng. Cho nên nếu mà anh chị mua căn nhà này về mà mình muốn sửa phong thủy á, thì mình phải đập cái nhà tắm toilet này đi. Thật sự luôn, phải đập cái nhà tắm toilet này đi, rồi dời vô cái phòng cuối cùng cũng được. Dời đi nha anh chị, chứ không có được để nhà tắm toilet đây nha. Cái này em nói thật sự, có sao em nói vậy. Để đây là sao phong thủy, để nhà tắm toilet ở giữa nhà là sao phong thủy. Rồi, đây là cái phòng ngủ đầu tiên của mình đó, cũng còn khá là mới. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai của mình. Rồi. Thì anh chị dời nhà tắm toilet xuống dưới này ha. Làm một cái nhà tắm toilet dưới này. Chứ mình để nhà tắm toilet ở giữa nhà là không được nha. Không đúng phong thủy nha anh chị. Nói chung chính như vậy cho nên chủ nhà mới bán á. Trời đất ơi, sao phong thủy rồi mà bị tóc hậu nha anh chị. Này em nói trước, cái miếng đó của mình á là phía trước là ngang 4 m. Đó, dài 20 m, nhưng mà phía sau tấp hậu còn có 3 m thôi. Cái này á, là không có giấu giếm được gì hết trơn nha anh chị, nhìn cái sổ là biết liền. Đó, thì nó bị tấp hậu. Với lại nhà tắm toilet đặt giữa nhà. Đó, nói chung cái nhà này được cái là gần ngay trung tâm, giá cũng mềm, 1 tỷ 150 triệu mà còn bóp chút đỉnh nữa. Đó, nhưng mà nó bị sao phong thủy, về là phải đập. Cái này bắt buộc nha. Chị nào mua là phải đập nha. Đó, nhà tắm toilet là không có được để giữa nhà. Trời ơi, em bán biết bao nhiêu rồi anh chị biết rồi. Nhìn là biết phong thủy hết chứ anh chị, đâu phải là đơn giản đâu. Rồi, ok. Nói chung là kêu chủ bớt thêm chút đỉnh nữa. Chứ nhà này vô mua là căng lắm. Phải đập toilet đi. Giờ ra phía sau. Căng thẳng quá. Review nhà, bán nhà nhưng mà có sao nói vậy anh chị ơi. Chủ có chửi cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Mình đâu thể nào mà đưa khách hàng vô mua cái nhà mà nó bị lỗi phong thủy nặng được. Đó, nhà này thì nói chung là cũng được anh chị, giá thì cũng mềm, ngay trung tâm thành phố. Nhưng mà nó bị lỗi phong thủy thôi. Anh chị nào mua thì mình về mình mua rồi mình đập nhà tắm toilet đó, mình về ra phía sau nha.
Rồi anh chị nào muốn mua cái lô trực tiếp cho em nha. Đường là đường xe máy, xe qua lâm nha anh chị, ô tô chưa vào được đâu. Hồi nãy hỏi cái bà hàng xóm, cô hàng xóm chứ, hỏi cô hàng xóm trước nhà thì cô nói là chiếc 4 chỗ vô được, nhưng mà em thấy cũng căng lắm, chiếc 4 chỗ vô không biết có bị trầy không. Tại cái đường nhỏ lắm, được có 2 mét mấy à, nhưng mà được cái đường trước nhà này nó rộng 3 mét 4 mét, có cống thoát nước đầy đủ, điện nước đầy đủ, cửa rào là 2 lớp cửa rào luôn đó. Nói chung là dư cái sân này rộng lắm đó. Nói chung anh chủ biết tại sao là mình làm ăn lỗ vốn rồi bán nhà này rồi hen đó, không thủy sai nha. Rồi chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại chị mình vào những video tiếp theo.